suốt 100. Chúng ta sẽ bắt đầu vòng 1 với câu hỏi thứ nhất. Với câu hỏi này, chúng ta có 6 đáp án, đó chính là những câu trả lời trong cuộc khảo sát 100 người. Câu hỏi chúng tôi như sau. Bạn thấy người ta thường gói hay cột cái gì thành bó? Có hay không bảng điểm? Chính xác. Có hay không ạ? Không có, rất tiếc. Bạn trả lời nhang. Xin mời bảng điểm. Chính xác. Có không nào bảng điểm? Rất tiếc, đó không phải là câu trả lời được nhiều người đồng tình. Có không bảng điểm? Chính xác. Có hay không bảng điểm? Câu trả lời rất hay. Có hay không? Tuyệt vời. Và đây cũng chính là ý kiến có nhiều người tham gia khảo sát ghi đến nhất. Xem đáp án còn lại. Sau câu hỏi thứ nhất, số điểm của bạn như sau. Ngay sau đây chúng ta sẽ bước vào vòng thi thứ hai với số điểm lên đôi. Bạn ghét phải thấy gì trên gương mặt mình vào mỗi buổi sáng? Xin mời bảng điểm. Trả lời của bạn là nốt ruồi. Có không nào bảng điểm? Rất tiếc, đó chưa phải là câu trả lời được nhiều người nghĩ đến. Xin mời bảng điểm. Hay lắm, 14 người trả lời. Hãy xem có hay không. Có, rất tiếc. Có không bảng điểm? Rất tiếc, câu trả lời chưa chính xác. Tôi sẽ mở nốt các đáp án còn lại. Vậy là kết thúc vòng 2, số điểm của bạn như sau. Think you know spelling. Ngay sau đây chúng ta sẽ đến với vòng cuối cùng với số điểm lên 3. Hãy kể tên những thứ bạn có thể cho phô mai lên. Bạn nghĩ là rau câu. Kết quả khảo sát. Rất tiếc, đó không phải là câu trả lời được nhiều người đồng tình. Bạn trả lời là hải sản. Để xem có hay không. 14 người đồng tình. Rất tốt.
Visa có hay không bảng điểm? Hay lắm, 12 người trả lời. Có hay không ạ? Quá đi. Bánh trắng có hay không? Quá xuất sắc. Bạn nói bánh mì 10 bảng điểm. Hay lắm, 39 người đồng tình. Vâng, bạn chơi rất hay và đã mở hết tất cả đáp án của câu hỏi này. Xin chúc mừng bạn. Chúng ta hãy xem sau 3 vòng thi, bạn có giành được quyền vào vòng đặc biệt. Xin chúc mừng, bạn đã giành được quyền vào vòng đặc biệt. Chào đón quý vị trở lại chương trình ở vòng thi đặc biệt. Ở vòng thi đặc biệt này, bạn có 60 giây để trả lời 5 câu hỏi. Nếu bạn chưa trả lời được ngay câu hỏi nào, hãy cho qua và tôi sẽ đọc lại khi còn thời gian. Sau 2 lượt trả lời, nếu đạt được 200 điểm, bạn sẽ là người chiến thắng. Và bây giờ, hãy cùng bước vào vòng thi đặc biệt. Ngoài toan khoảng, tìm một từ lấy hai âm tiết dùng để miêu tả mùi thơm. Trong món canh chua hoặc lẩu của người miền Tây thường có loại hoa gì ăn kèm? Hãy kể tên một loại hạt thường được dùng để làm bánh. Theo quan sát của bạn, con đường nào có một lông đen thuyền? Khi vợ đang bận việc, người chồng nhờ lấy cái gì sẽ làm họ bực mình? Như vậy, bạn đã hoàn thành xong lượt thi đầu tiên. Mời bạn hướng về bảng điểm để theo dõi kết quả. Câu hỏi số 1. Ngoài thoang thoảng, tìm một từ lấy hai âm tiết dùng để miêu tả mùi thơm. Và bạn nói là... Để xem có bao nhiêu người trả lời như bạn. 28 điểm. Rất tốt, chúc mừng bạn. Chúng tôi hỏi bạn, trong món thanh chua hoặc lẩu của người miền Tây thường có loại hoa gì ăn kèm? Bạn đã nói là... Khảo sát. 32 điểm. Tuyệt vời, số điểm rất cao. Câu tiếp theo, hãy kể tên một loại hạt thường được dùng để làm bánh. Bạn đã trả lời đậu xanh. Kết quả 29 người đồng tình. Bạn trả lời rất hay. Câu số 4, chúng tôi hỏi, theo quan sát của bạn, con vật nào có một lông đen tuyền? Và bạn trả lời là khảo sát. 35 điểm, số điểm rất cao, chúc mừng bạn. Và câu hỏi thứ 5, khi vợ đang bận việc, người chồng nhờ lấy cái gì sẽ làm họ bực mình? Bạn trả lời, hãy xem mấy người đồng tình với bạn. 9 điểm. Chúc mừng, bạn đã hoàn thành rất xuất sắc phần thi đầu tiên. Và bây giờ chúng ta cùng bước vào lượt thi đấu thứ hai. Lượt thi đấu thứ hai của vòng thi đặc biệt bắt đầu. Ngoài toan khoảng, tìm một từ lấy hai âm tiết dùng để miêu tả mùi thơm. Trong món canh chua hoặc lẩu của người miền Tây thường có loại hoa gì ăn kèm? Hãy kể tên một loại hạt thường được dùng để làm bánh. Theo quan sát của bạn, con vật nào có một lông đen thuyền? Khi vợ đang bận việc, người chồng nhờ lấy cái gì sẽ làm họ bực mình? Như vậy, bạn đã trả lời xong 5 câu hỏi ở lượt thứ hai. Hãy xem bạn sẽ ghi thêm được bao nhiêu điểm. Câu hỏi đầu tiên, ngoài thoang thoảng, tìm một từ lấy hai âm tiết dùng để miêu tả mùi thơm. Và bạn nói rằng, khảo sát. 18 người trả lời. Chúng tôi hỏi, trong món canh chua hoặc lẩu của người miền Tây thường có loại hoa gì ăn kèm? Và bạn đã nói là, kết quả, 14 người đồng tình. Câu thứ 3, chúng tôi hỏi, hãy kể tên một loại hạt thường được dùng để làm bánh. Và bạn trả lời,
Số điểm 24 điểm. Rất tốt. Đáp án được nhiều người trả lời nhất ở câu hỏi này cũng chính là đáp án bạn đã trả lời. Đậu xanh, 29 người trả lời. Câu số 4, chúng tôi hỏi. Theo quan sát của bạn, con vật nào có bộ lông đen tuyền? Bạn đã nói. Kết quả. Lấy đầu sông Đà. Hai mươi hai điểm. Tuyệt vời. Và cuối cùng, chúng tôi hỏi, khi vợ đang bận việc, người chồng nhờ lấy cái gì sẽ làm họ bực mình? Bạn đã trả lời là. Bạn trả lời quần áo. Kết quả 18 điểm. Trong câu hỏi này, câu trả lời hay nhất chính là rượu. 21 người trả lời. Tuyệt vời, chúc mừng bạn đã chiến thắng và làm được. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.